mình đã vẽ rất nhiều con vật nhưng chợt nhận ra cộng đồng YouTube chỉ thích xem mấy cái loài vật hung tợn kỳ dị to lớn như hổ, sư tử, cá mập trắng. Vậy nên hôm nay mình quyết định vẽ một con rắn. Chúa tể của các loài rắn đó là hổ mang chúa. Thật ra thì mình cũng chưa được tận mắt nhìn hay sờ một con hổ mang chúa còn sống. Nhìn nó nằm trong lọ thì thấy rồi, đó là một con rắn hổ mang chúa to cỡ 15-20kg, mình đoán thế, vì đặt trong bình tròn nên trông nó khá to cỡ bắp chân người. Phải nói là trông quá là kinh dị nếu mà gặp một con vật ngoài đời thực như vậy. Tuy rắn hổ mang chúa mình chưa gặp bao giờ nhưng mình đã từng gặp một con hổ mang chí. Quả thật điều kinh hãi nhất trong mình đó là tiếng thở phì phò kiểu rít lên của nó. Trở lại với video ngày hôm nay, để vẽ được một con rắn như này mình cũng tốn khá công sức. Tạo hình một con rắn thì không khó các bạn ạ, tuy nhiên để vẽ chi tiết phần đầu, phần thân với những lớp vảy đan xen thì rất khó và cần sự tỉ mỉ. Để được đẹp và giống thật, không còn cách nào khác là mình phải vẽ từng cái vảy một. Mình có xem qua một vài bạn vẽ tuy nhiên đa phần khá hời hợt và đánh vảy không giống thật. Lúc đầu vẽ say sưa, chăm chú nên phần đầu con rắn mình vẽ khá ổn, tuy nhiên đến phần thân, một phần do lười nên mình vẽ hơi ẩu. Dù sao thì theo quan điểm của mình, vẽ phần đầu vẫn là khó khăn, phức tạp nhất. Nếu không thể vẽ được thần thái phần đầu, chúng ta coi như thất bại. Các video mình đều để tiêu đề có hai từ cực dễ, nhưng video này chắc mình sẽ không đem từ cực dễ bởi quả thật không dễ dàng gì các bạn ạ. Vẽ con cá mập mình mất 30 phút nhưng vẽ con rắn hổ mang này mình mất tới 2 giờ đồng hồ. Sau đây thì tranh thủ vừa xem, các bạn vừa nghe thông tin trên Wikipedia về loài rắn này nhé, rắn hổ mang chúa. Hay còn có tên gọi là rắn hổ mây, danh pháp hai phần Ophiophagus hana, là loài rắn độc thuộc họ Elapidae, họ rắn hổ. Phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á, loài rắn này đang bị đe dọa do mất môi trường sống và được liệt kê là loài sắp nguy cấp trong sách đỏ IUCN từ năm 2010. Hổ mang chúa là loài rắn độc dài nhất thế giới với chiều dài trung bình từ 3,18 đến 4m, cá thể dài nhất từng được ghi nhận là 5,85m. Mặc dù danh từ rắn hổ mang nằm trong tên gọi thông thường của loài rắn này nhưng chúng không thuộc chi Naha, chi rắn hổ mang thật sự. Đây là loài duy nhất thuộc chi Ophiophagus. Con mồi của rắn hổ mang chúa chủ yếu là những loài rắn khác, thậm chí loài rắn này còn ăn thịt đồng loại. Khi con mồi chủ yếu khan hiếm, rắn hổ mang chúa sẽ ăn một vài loài nhỏ có xương sống như thằn lằn, gặm nhấm. Rắn hổ mang chúa được đánh giá là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng. Mặc dù loài rắn này không chủ động tấn công con người, rắn hổ mang chúa là biểu tượng nổi bật trong thần thoại và truyền thống dân gian tại Ấn Độ, Sri Lanka và Myanmar. Được tôn sùng trong các tín ngưỡng văn hóa Hindu giáo ở tiểu lục địa Ấn Độ. Đây là loài bò sát quốc gia của Ấn Độ, chiều dài trung bình của một con rắn trưởng thành đạt khoảng 3,18 đến 4m. Còn cân nặng trung bình khoảng 6kg. Trong lịch sử, mẫu vật dài nhất được biết đến lưu giữ tại Sở Thú London. Phát triển chiều dài quanh khoảng 5,6 đến 5,7 mét trước khi chết nhân đạo do đúng thời điểm bùng nổ ra chiến tranh thế giới thứ hai. Rắn hổ mang chúa là loài lưỡng hình về giới tính, với con đực to hơn và đặc biệt là màu sắc nhạt hơn trong mùa sinh sản. Nó khác với các loài rắn hổ mang khác ở kích thước và mũi đầu. Nó lớn hơn, có sọc hẹp hơn và dài hơn trên cổ. Chiều dài và khối lượng của loài rắn này phụ thuộc vào môi trường sống cùng một vài yếu tố khác. Mặc dù có kích thước to lớn, rắn hổ mang chúa rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Một số loài rắn độc khác, chẳng hạn như rắn chuông lưng đốm thoi miền Đông và rắn hổ lục Gerbun, thường có chiều dài ngắn hơn nhiều nhưng cơ thể to hơn, có khối lượng.